Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Điểm tin tối ngày 13 tháng 11 tại SNews. Ngày hôm nay 13 tháng 11 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Huấn luyện viên Wu Hui lên tiếng khi mà nhiều người không bình chọn được cho thí sinh đội mình. Bộ Y tế cảnh báo khẩn cấp loại rượu nếp gây chết người, giảm thị lực và di chứng thần kinh. Phương Thanh xin lỗi người dân Quảng Ngãi sau phát ngôn mặt trái của từ thiện và nhiều tin tức đáng chú ý khác trong 24 giờ qua. Trước đêm chung kết của cuộc thi Rap Việt, khán giả có thể bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích thông qua tin nhắn. Tuy nhiên, mới đây thì huấn luyện viên Wu Hui đã lên tiếng về việc anh không thể bình chọn được cho thí sinh của mình. Tập 2 chung kết của Rap Việt sẽ được công chiếu vào ngày 14 tháng 11. Trước đó thì khán giả có thể bình chọn cho thí sinh mà họ mong muốn trở thành người chiến thắng thông qua tin nhắn. Tuy nhiên, mới đây, huấn luyện viên Wu Hui đã đăng tải trên trang cá nhân về việc không bình chọn được cho thí sinh của mình. Cụ thể, khi mà bình chọn cho hai thí sinh mã số 04 và 05 là Dế Chuất và Lăng LD, tin nhắn đã không thể gửi được và báo lỗi. Nhiều người cho rằng đây có thể là mưu kế của Wu Hui để tăng phần bình chọn cho các thí sinh của team mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cũng có khá nhiều khán giả cho biết đúng là họ không thể nhắn tin cho thí sinh yêu thích của mình trong team của Wu Hui. Mới đây thì Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn cấp đề nghị người dân không mua và sử dụng sản phẩm có nhãn mác rượu nếp sau hai trường hợp bị ngộ độc ở Bắc Giang. Ngày 12 tháng 11, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế nhận được công văn số 1449 BMCV của Bệnh viện Bạch Mai về việc tiếp nhận 7 bệnh nhân trong 2 vụ ngộ độc methanol sau khi uống rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong đó thì đã có một bệnh nhân đã không qua khỏi, một bệnh nhân suy giảm thị lực nặng và di chứng thần kinh. Các bệnh nhân này cùng uống một loại rượu có tên là rượu nếp, được sản xuất tại Kim Động, Hưng Yên. Theo đó thì Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng tạm thời không mua và sử dụng sản phẩm nêu trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của Bộ Công Thương. Đối với người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và theo dõi kịp thời. Vào chiều nay ngày 13 tháng 11, sau những phát ngôn gây tranh cãi về việc làm từ thiện ở Quảng Ngãi, nữ ca sĩ Phương Thanh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Theo đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ khẳng định dòng trạng thái của cô nhằm phản ánh thực trạng về chuyện từ thiện, một vài cá nhân tiêu cực, mong muốn đưa ra phương án tốt nhất cho người thực sự khó khăn và khẳng định, trong thâm tâm tôi không và chưa bao giờ cố tình làm mất đi tình cảm với người dân Quảng Ngãi. Ngoài ra, thì Phương Thanh đã gửi lời xin lỗi đến người dân Quảng Ngãi. Do bị hiểu lầm nên tôi phải là người chịu trách nhiệm xin lỗi và gửi lời xin lỗi đầu tiên tới người dân Quảng Ngãi. Mong người dân Quảng Ngãi bỏ qua và thông cảm cho sự sơ sót của Phương Thanh. Nữ ca sĩ cho hay đã chủ động chọn phương án đến Quảng Ngãi, trực tiếp làm việc công khai để chính quyền và người dân hiểu, đồng thời mong nhận được sự thông cảm của cơ quan chức năng và người dân Quảng Ngãi về những hiểu nhầm. Trước đó, vào chiều ngày 12 tháng 11, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi về bài viết liên quan đến cứu trợ và lũ lụt, đồng thời sẽ gỡ hết bài viết cũ, lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Sau cơn bão số 12 thì nhiều địa phương ở miền Trung đã bị ngập sâu, khiến cho đồ đạc bị những con vật lạ chui vào. Và mới đây thì một người đàn ông ở Quảng Trị đã vô cùng hốt hoảng khi mà phát hiện ra một đàn rắn ở trong cốp xe của mình. Mới đây, hình ảnh nguyên ổ rắn làm tổ trong cốp xe máy được phát hiện khi đem xe ra tiệm sửa chữa đã được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người hoảng hốt. Theo như chia sẻ, hình ảnh trên được ghi lại tại một địa phương ở Hải Lăng, Quảng Trị. Không rõ ổ rắn trên được mọi người giải quyết ra sao, nhưng chắc hẳn khoảnh khắc bật mở cốp xe và phát hiện chúng cũng khiến tất cả một phen hú hồn. Điều này cũng như một lời cảnh báo đến bà con vùng lũ, cần cẩn thận với các đồ đạc trong nhà, bởi sau lũ có nhiều mối nguy hiểm có thể xảy ra. Cũng trong chiều ngày hôm nay, với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thông qua luật cư trú đã quy định về thời gian chấm dứt của sổ hộ khẩu. Theo điều khoản thi hành được quy định trong luật, kể từ ngày luật có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, thì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp. Quốc hội yêu cầu hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục thêm phiền phức cho người dân. Bây giờ thì hãy cùng với SNews cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19, thời tiết, giá xăng dầu, giá vàng.
thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm lại những tin tức nổi bật nhất có trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tiếng tối ngày mai nhé.